Đề nghị thím kia là thím không gọi là gạ gẫm rồi dụ dỗ anh em trong này nhé, nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Quả phụ cũng như bày hiệu đây, không đồ lồ về đấy, dường như trong này có bày hiệu này, hơi khó để lùa ra được. Bài toàn thấy hiệu thôi. Nhưng mà chờ chút, bác kia cho hỏi là không biết một đêm tiền công là bao nhiêu. Bài này chúng ta sẽ kích đời là hơi muộn khi mà không đồ lùa về. Vẫn sẽ đánh 26 dân thôi. Đây sẽ là chiếc bé thứ hai. Chiếc bé thứ ba. Trang hiệu bé thôi. Vì hiệu này cũng hơi khó. All of us.
Bật lên sớm hơn mình một chút. Vẫn cộng một giật. Đóng nốt cái nhai đi, rồi. Ba mươi mấy phần trăm dành cho thầu. Tôi nghi ngờ đây là một loài dâng. Bài cũng là rất xấu như đội bạn thôi. Người ba là bằng nhau. Người thơm đấy. Thơm đấy. Mình 28 dân. Sẽ ở đâu đây? Như quy định lên 12 giờ trước. À, không có rồi. Gặp rồi đây. Quy định đi thẳng vào ruộng luôn. Lý có vẻ không? Không có vẻ. Đầu đàn ra rất nhiều ruộng. Anh em thì nhìn quá nhiều ruộng luôn. Bình tĩnh thôi. Có bạn ăn hoàng. Gặp kìa. Dưới có khung giờ đấy. Có vẫn đang đúng thủ rồi. Có tên đi ảo. Có một tên đi ảo.
đen ruộng ra mà bắn, đen ruộng ra mà chạy. Có cần phải ở trong không? Còn đi mà sức sát thương của thấu cũng là rất lớn. Thằng kia rên rứ to. Cần đi công, chúng ta cố gắng rên rứ. Thấy bạn gỗ ngon đấy, có vẻ nhiều dân đi sát sát vào mà bắn. Cần phải về trước cũng được, cần thiết thì về trước. Hợp lý, chết chục dân tuần này cho tao. Tiếp tục vậy, hay quá rồi, lại én thôi. Ai đi đây, nhanh đấy. Này chúng ta công và dụng chính là ngon. Thôi lùi thôi, biết luôn rồi. Gớm nhỉ, có vẻ rất nhiều tay. Thôi cũng có một bãi gỗ ở sát mép bản đồ rồi. Hôm nay cũng bùng dần ăn gỗ là rất nhiều. Sắp quần nhiều như vậy, mình chưa thể tăng được A lên. Dần gỗ mình đang hơi ít. Cần cùng rất to. Sát mép nhá, sát mép. Chưa thể vội vàng được. Chưa thể đủ để tăng thêm một A. Kìa, gặp kìa. Cái rừng đang khá đông quân của thọc. Quân là liên tục. Chúng ta thì nhìn thấy chỗ nhà BA mình có tên đấy. Năm con thôi. Có thể tăng thêm một A nữa được rồi. Cái dân rừng đã bắt đầu tù dần. Phía trên, tớ cũng trên. Phải móc hướng 6 giờ lên nhà họ cũng được. Chỗ này có một bãi gỗ. Có quân đứng ở đây thì được thầu. Chưa dễ dàng để công lên được. Chốt thêm em vào đây. Có thể bung ra ngoài ăn gỗ cũng được rồi. Dừng trong nhà mình nó cũng đã bắt đầu tù.
muốn lên đây để bắt tên này. Tên cũng không quá to thì nó thầu. Gặp kìa. Sẽ bắt thành công, nhưng dưới 6 giờ lại xuất hiện một tên nữa. Rồi chặn ở khu vực nhà BA luôn. Có thể đứng đây đốt đây được không nhỉ? Một tên to đấy, một tên to thầu đang kéo lên. Đứng ngoài đội E trước đã. Hay hơn. Ô, một tên rất to lên khu vực nhà Hoàng Mai Nhi. Thịt mình đang nhiều nhá, gỗ là ít thôi. Bung lên hướng 10 giờ phía trên để ăn gỗ không? Dưới này bị công là hơi rát. Họ có thể vào đứng bắt đấu quân tên này luôn được. Cái thế của họ là xấu hơn mình. Bãi gỗ này chúng ta bị công là rất nhiều. Bãi phía trên thì hợp lý hơn một chút. Nhau họ bắt đầu tù rồi. Cố gắng công lên cái khu vực rừng 3 giờ là ổn đấy. Có thể vẻ trước được. Vẻ trước và bắt tên này được. Ôi, én ôi, én. Công tiếp lên khu vực rừng 3 giờ. Đi khéo một chút. Rất gần nhà BA của họ. Đây thì hơi căng. Chưa thể đẩy được vào đâu. À khá khoảng.